Từ thời sinh viên đã khoái ăn hàng, rồi lại yêu đương gặp phải cô nàng dịu dàng, hơi bị đam đang mà lại còn chung cái sở thích ăn hàng. Từ ngày ngược xuôi cùng với cây đàn, làm được bao nhiêu cũng dâng hết cho nàng, đưa nàng đi ăn ăn hàng. Và ăn nhiều cũng phải có lúc mình ngán, vì nên một hôm anh chạy đi chợ sáng, gói hết những yêu thương mang về, và anh sẵn tay lao vào bếp. Có đôi mắt ai bỗng nhiên xòe tròn vì ai đám đà, có một trời bỗng nhiên ngả xanh và ngày bỗng nhiên tươi sáng, có cuộc đời bỗng nhiên căng tràn cho dù sẽ đang hết xa, có một cô bỗng nhiên ngồi cười cả ngày vì một bữa ăn. Vì anh sang tay vào bếp, da 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 da, anh sang tay vào bếp, da 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 da. Giờ là thời loay hoay ngập đầu với công việc, là thời mà tan ca xong còn phải đi tiệc. Thời gian dành cho nhau chẳng còn được lâu nên đành phải tiêu tiền, vào nhà hàng năm sao gọi vài món ăn liền, chỉ cần ngồi bên nhau là quên hết ưu phiền.